Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dũng Hoàng Trung Dũng, chủ tịch tổ chức giáo dục Kingsman. Đồng thời tôi là chủ tịch của hệ thống các công ty đầu tư vào y tế về dược phẩm và hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng với các thương hiệu Rosa Bonita, Oceanista và Vitalip. Hôm nay tôi rất là vui khi mà có mặt tại đây để chia sẻ chị em trong clip này một nội dung, một cái kỹ năng tôi nghĩ rằng rất cần thiết cho tất cả mọi người, đó chính là kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Anh chị đã biết rằng hiện nay trong công việc và cuộc sống, kỹ năng giao tiếp giữ một vai trò cực kỳ là quan trọng. Với tư cách là một người hàng năm dành rất nhiều ngày đi đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp và các chủ doanh nghiệp thì tôi thấy một điều rằng là kỹ năng giao tiếp của chúng ta hiện nay chưa thật sự được tốt, và hiện nay các cái khóa đào tạo về giao tiếp cũng như là kỹ năng giao tiếp hiệu quả ngày càng phát triển và rất nhiều người đã dành thời gian tiền bạc để tham dự những lớp học này để trở thành người giao tiếp hiệu quả hơn. Cuốn sách đầu tiên tôi cần anh chị em cần tìm đọc đó chính là cuốn sách Khéo ăn khéo nói có được thiên hạ. Và đọc xong cuốn sách này chúng ta mới thấy rằng là một cái hoạt động rất đơn giản, hoạt động giao tiếp, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều điểm hạn chế, đôi khi có những cái lỗi rất nhỏ nhưng chúng ta không để ý, và ngày này qua tháng khác nó trở thành những thói quen xấu trong giao tiếp và chúng ta sẽ không có được cái kết quả giao tiếp như mong muốn. Trong thời gian tầm khoảng 15-20 phút ngay sau đây, tôi không thể nào có thể chia sẻ với anh chị em tất cả mọi điều về giao tiếp được, mà tôi chỉ nói với anh chị một số vấn đề cơ bản như sau. Giao tiếp là hoạt động mà ở đó có người nghe và có người nói. Chúng ta hãy tạm thời coi nôm na là như vậy. Vậy nhưng để đảm bảo người nghe và người nói có thể giao tiếp hiệu quả với nhau thì nó có một công thức thế này. Giả sử tôi là người nói, tôi sẽ phải có một ý tưởng trong đầu để muốn truyền tải đến cho người nghe. Và tôi sẽ mã hóa ý tưởng này bằng ngôn ngữ, bằng cơ thể của tôi, bằng hình thể của tôi, thậm chí là bằng chữ viết của tôi để tôi chuyển sang bên kia. Và sau khi tôi gửi đi thông điệp của tôi thì người nghe hoặc là người nhận sẽ nhận được và họ sẽ phải giải mã. Cái quá trình giải mã này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức, vào kinh nghiệm, bằng kỹ năng của người giải mã, và sau đó họ mới hiểu ra định tôi nói gì. Nhưng trong quá trình mà tôi chuyển cái thông điệp của tôi đi và bạn nhận cái thông điệp của bạn thì có rất nhiều yếu tố gây nhiễu. Ví dụ tôi là người nhiều tuổi, bạn là người ít tuổi, tôi là tiến sĩ, bạn là cử nhân, tôi là sống ở miền Bắc, bạn sống ở miền Nam, tôi là người theo đảng phái này, bạn là người theo đảng phái khác, tôi là người Việt Nam, bạn là người nước ngoài, tôi nói tiếng Việt, bạn nói tiếng Anh. Như vậy, chưa kể trong bối cảnh là ở đây âm thanh thì ồn ào, thời tiết thì nóng nực, chưa kể là có rất nhiều người khác nói chuyện xen vào. Đây được coi là các yếu tố gây nhiễu. Vì vậy là thường là tôi nói A thì bạn hiểu thành B, và tôi nói gà thì bạn hiểu nó là con vịt. Vì vậy là cái hiện tượng tam sao thất bản, hoặc là ông nói một đằng bà hiểu một nẻo là thường xuyên xảy ra. Nhưng thật là tuyệt vời, trong giao tiếp chúng ta còn có một sợi dây vô cùng huyền ảo để nối người nói và người nghe, và sợi dây này có tên là gì ạ? Phản hồi và hồi đáp. Như vậy nếu tôi nói ra một điều mà bạn cảm thấy rằng bạn chưa hiểu tôi thì bạn hãy phản hồi lại tôi rằng: anh Dũng ơi, có phải anh định nói như thế không? Anh Dũng ơi, tôi hiểu thế này không biết có đúng không? Thì tôi sẽ hồi đáp lại là: ừ, bạn hiểu như vậy là đúng rồi đấy. À, không phải tôi nói thế này, không phải như bạn hiểu đâu. Và chúng ta qua nhiều giai đoạn phản hồi và hồi đáp như vậy thì cái ý tứ của tôi và những gì bạn hiểu được nó sẽ trùng lặp với nhau. Nhưng thật là đáng tiếc, trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc, không phải ai cũng giỏi đưa ra các cái câu phản hồi, ai cũng không muốn là hồi đáp. Vì vậy là cái việc mà chúng ta không hiểu nhau trong giao tiếp, mặc dù chúng ta nói rất nhiều, là điều thường xuyên xảy ra. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Vậy thì yếu tố đầu tiên đó là tôi mong các anh, các chị, chúng ta cố gắng mã hóa cái ý tưởng của mình một cách đơn giản nhất bằng thứ ngôn ngữ của người nghe có thể hiểu được. Và người nghe khi nghe cố gắng là đặt mình vào vị trí của người nói để hiểu xem người nói muốn nói gì. Và nếu có điều gì chúng ta cảm thấy lấn cấn, chúng ta chưa hiểu thì chúng ta cần có quá trình hồi đáp lại, và chúng ta phải triệt tiêu các yếu tố gây nhiễu trong quá trình giao tiếp giữa hai bên. Thì đấy là câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai đó là thế này. Nhiều người hiểu rằng và nhiều người nghĩ rằng giao tiếp tức là nói càng nhiều càng tốt. Không phải là như vậy. Bởi vì các cụ nhà mình có một câu rất hay: nói dài, nói dai, chẳng qua là nói dại. Vì vậy nếu chúng ta biết tiết chế ngôn ngữ, nếu chúng ta nói đúng những gì chúng ta cần nói thôi, chúng ta nói vừa phải thôi thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều là chúng ta nói bao hoa, chúng ta khoa chân múa tay, chúng ta nói quá nhiều điều và vượt qua cả cái khuôn khổ mà người nghe mong đợi. Thì lúc đó những điều nói thêm của chúng ta trở nên rất là dại dột và có thể đi làm hiểu sai, làm lệch ý của người nghe. Vậy thì không phải là giao tiếp là chỉ bao gồm nói, mà có một kỹ năng rất quan trọng trong buổi ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các bạn, đó chính là kỹ năng lắng nghe. Anh chị biết rằng nghe là hoạt động đầu tiên của con người, là cái gọi như là xúc giác đầu tiên của con người mà chúng ta sử dụng. Bởi vì khi mà chúng ta vừa sinh ra, chúng ta chưa nói được. Chúng ta vừa sinh ra đôi khi vẫn nhắm mắt, chúng ta chưa nhìn được.
và chúng ta cũng chưa sờ soạng vào đâu để chúng ta có thể cảm nhận được, nhưng mà bắt đầu chúng ta đã lắng nghe những âm thanh đầu tiên ở cuộc sống này. Thế nhưng rất tiếc là một cái kỹ năng quan trọng như vậy nhưng không ai dạy chúng ta để chúng ta có thể nghe đúng và nghe hiệu quả hơn. Vì vậy hiện nay theo thống kê chỉ có 25% hiệu quả của nghe là đạt được thôi. Còn chúng ta nghe rất nhiều nhưng mà hiệu quả không đáng là bao nhiêu. Vì vậy để giao tiếp tốt, bản thân người giao tiếp tốt là một người có khả năng lắng nghe người khác rất tốt. Vì khi lắng nghe thì chúng ta mới hiểu là người ta định nói cái gì, người ta muốn hỏi cái gì để chúng ta có thể là hồi đáp lại, hoặc chúng ta cũng trình bày và chúng ta đồng cảm với họ. Vậy thì nguyên tắc lắng nghe tôi xin phép được chia sẻ chị ngắn gọn như sau. Khi tôi sang Trung Quốc, tôi vào các công ty, tôi thấy rất nhiều người ta treo một cái chữ mà tôi nhìn và tôi không biết chữ nào, mặc dù có thời kỳ tôi cũng đã từng học tiếng Trung Quốc. Và khi tôi hỏi ra, tôi biết rằng đấy chính là chữ lắng nghe của người Trung Quốc. Chữ lắng nghe của người Trung Quốc được coi là một trong những chữ quan trọng nhất và đẹp nhất của người Trung Quốc. Hóa ra cái chữ này được kết hợp bởi 5 chữ nhỏ tạo thành, và 5 chữ nhỏ này đều có ý nghĩa cả. Đầu tiên đó là bộ nhĩ, tức là đôi tai. Khi lắng nghe người khác, chúng ta phải lắng nghe bằng đôi tai của mình. Và anh chị thấy không ạ, trên cơ thể chúng ta chỉ có một cái miệng, chúng ta có tận 2 cái tai. Vì vậy là chúng ta phải kéo cái tai của chúng ta xuống để chúng ta lắng nghe người khác. Tôi hay nói đùa rằng khi viết tiếng phồn thể, tiếng Trung Quốc ấy, người ta còn kéo dài cái chữ nhĩ đó xuống, hàm ý rằng là phải kéo dài cái tai của mình xuống để lắng nghe người khác. Vì vậy, người ta hay nói những người làm quan là có tai to mặt lớn, tai phải đủ to để mới lắng nghe lời thiên hạ được thì mới làm quan được. Vậy muốn thành công những công việc và cuộc sống, chúng ta cần phải có một cái tai lúc nào cũng lắng nghe người khác. Thứ hai trong chữ nghe của người Trung Quốc là có chữ nhãn, tức là đôi mắt. Khi lắng nghe người khác, chúng ta phải nhìn vào mắt họ để xem họ thật sự muốn nói với chúng ta điều gì. Chúng ta cũng phải là nhìn hết sức là quan sát rất kỹ lưỡng để xem người ta muốn truyền tải với mình thông điệp gì. Lời nói của họ có thể là như vậy nhưng ánh mắt của họ có thể nói lên điều khác. Cái chữ thứ ba trong chữ nghe của người Trung Quốc đó là chữ nhất, tức là một. Khi lắng nghe người khác, mình phải hòa với cả người nói làm một. Mình phải đặt mình vào vị trí của họ. Mình chỉ tập trung lại làm một việc duy nhất mà lắng nghe thôi để xem họ thật sự muốn truyền tải với chúng ta điều gì. Trong chữ nghe của người Trung Quốc có chữ vương, là một ông vua. Mình phải coi người nói với mình là một ông vua. Mình nuốt từng lời, đừng bỏ qua bất kỳ một lời truyền chỉ nào. Và đặc biệt trong chữ nghe của người Trung Quốc là có bộ tâm, là lắng nghe bằng tất cả trái tim mình. Vậy đã bao giờ chúng ta lắng nghe người khác bằng trái tim, bằng tinh thần, bằng thái độ, bằng đôi tai, bằng ánh mắt hay chưa? Nếu chúng ta chưa thật sự lắng nghe người khác như vậy thì tôi tin rằng chúng ta chưa thật sự lắng nghe và khả năng giao tiếp của chúng ta còn vô cùng là hạn chế. Vậy thì bây giờ chúng ta lắng nghe rồi, đến lúc chúng ta nói. Các cụ nhà mình nói một câu rất hay: học ăn, học nói, học gói, học mở. Vậy câu này có nghĩa là gì? Khi chúng ta muốn nói một ý tưởng nào khác với người khác, chúng ta muốn nói một điều gì đó với người khác, thì chúng ta cần phải có nói có đầu, có đuôi, có mở ra và có khép lại, có ý phụ, có ý chính, có mở đầu, có thân bài và có kết luận. Vì vậy, chỉ cần 3 phút thôi, anh chị vẫn phải có đầy đủ mở bài, thân bài và kết luận. Chúng ta có 30 phút, chúng ta vẫn phải nói được đủ mở bài, thân bài và kết luận. Vậy thì để nói về điều này, chúng ta hãy hình dung một thông điệp của chúng ta nó giống như một cây đinh vậy. Chúng ta muốn đóng cây đinh vào tường thì cây đinh sẽ có 3 bộ phận. Đầu tiên là cái mũi đinh. Cái mũi đinh nó phải rất là nhọn, giống như cái lời mở đầu của chúng ta vậy. Nói lời đầu tiên, cất lời đầu tiên là đã phải găm được một ý tưởng nào đó vào trong đầu người khác, giống như chúng ta đã găm được cái mũi đinh vào trong tường rồi. Vậy thì cái mũi đinh sẽ không thể găm được vào tường nếu như nó thiếu đi sự sắc nhọn. Vì vậy chúng ta phải suy nghĩ rất kỹ càng để cất lời nói đầu tiên. Lời nói đầu tiên nó có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Lời nói đầu tiên cũng có thể làm cho người ta có ác cảm và ta khó chịu. Vì vậy phải rất cân nhắc khi mở lời đầu tiên. Và lời đầu tiên này chúng ta nên nói với một thái độ vô cùng là hân hoan, vô cùng là sởi lời, vô cùng là gần gũi và chân thành. Chúng ta đừng nói những lời giả tạo, chúng ta đừng nói những điều khó nghe. Chúng ta đừng nói những gì mà người khác cảm thấy rằng là không đúng những gì người ta cần muốn nghe. Đấy là cái mũi đinh. Thế còn phần thân bài, tức là cái phần nội dung chính, nó giống như cái thân đinh vậy. Cái thân đinh nó phải rất là thống nhất, nó rất là thẳng thắn, nó rất phải đồng nhất về quan điểm, về tư tưởng, về cách chúng ta trình bày. Thì lúc đó cái thân đinh mới ngập sâu trong tường được. Nhưng mà rõ ràng chúng ta muốn đóng đinh và găm cái đinh đó trên tường, chúng ta cần có cái phần mũi đinh cuối cùng. Đó cũng chính là lời kết luận. Chúng ta phải găm lại một cái chốt cuối cùng. Chúng ta phải đóng cái điểm mạnh mẽ nhất để găm hẳn cái đinh nó vào tường. Vậy thì nói gì thì nói, chúng ta cũng phải điểm lại những ý chính. Chúng ta phải làm nổi bật cái quan điểm của mình. Và nếu như có sự khác biệt giữa người nói và người nghe, chúng ta cũng phải nêu lại những quan điểm mà thống nhất được và những điểm chúng ta còn chưa thống nhất được, để chúng ta có thể mở ra một cuộc hội thoại khác ở những cái thời gian và không gian phù hợp hơn. Vậy thì báo cáo các chị là ở đây trong quá trình lời nói ấy, thì tôi còn lưu ý anh chị một điều nữa, đó là ngoài cái ngôn ngữ thì chúng ta còn phải sử dụng cái ngôn ngữ cơ thể nữa. Đặc biệt là ánh mắt này, là cử chỉ của đôi tay này, là hình thức này, là dáng điệu của chúng ta nữa. Chúng ta luôn thể hiện một sự gần gũi.
Ở đây tôi khuyên anh chị nên mua một cuốn sách rất quan trọng, đó là Ngôn ngữ, cử chỉ và hành vi của hai tiến sĩ là Alan và Pease. Hai ông đã dành ra mấy chục năm nghiên cứu để nói rằng cái con người ta thông qua cái cử chỉ của mình, qua ánh mắt của mình, qua dáng điệu, thậm chí là qua bộ quần áo đang mặc trên người thì muốn nói với người đối diện nhiều hơn cả những ngôn ngữ mà người ta đang nói. Ví dụ người ta có thể nói rằng người ta đang rất yêu tôi, thế nhưng mà tôi chỉ cần nhìn mũi chân của họ tôi biết rằng họ hoàn toàn không yêu tôi, bởi vì mũi chân của họ đang quay về hướng khác. Họ có thể nói rằng họ đồng ý, thế nhưng mà chỉ có cái hành động của họ thì biết rằng là họ hoàn toàn không đồng ý, họ chỉ nói vậy để vừa lòng tôi thôi. Hay là một chàng trai ngồi trước mặt một cô gái, chỉ cần nhìn cách cô ta gọi như là quẹt mũi thế này hay là cho tay lên mũi thế này chẳng hạn, thì chúng ta phải biết rằng hàm ý cô gái muốn nói điều gì chứ không chỉ là những gì cô gái nói. Và vì chúng ta chưa hiểu được những ngôn ngữ này, vì vậy người ta hay có một câu là đừng nghe những gì con gái nói là như vậy. Không hẳn là con gái đâu, tất cả mọi người đều có ẩn ý đằng sau những lời nói bình thường của mình, chưa kể đến giọng điệu này, âm vực này, tốc độ này, đều thể hiện một điều mà thật sự người ta muốn nói. Ví dụ cùng một câu là anh yêu em chẳng hạn, nếu chúng ta nói bình thường anh yêu em, còn nếu chúng ta dài giọng ra anh yêu em hay là ừ thì anh yêu em được chưa, anh yêu em nhiều nha, anh yêu em nhiều lắm đấy, tất cả đều thể hiện các sắc thái khác nhau rất nhiều của câu anh yêu em. Vì vậy chúng ta đừng quên những từ nhấn nhá, đừng quên cảm xúc ở trong mỗi câu nói của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành người giao tiếp thành công. Tuy nhiên để giao tiếp thành công, chúng ta còn phải hiểu nữa là cái đối tượng chúng ta đang giao tiếp là ai. Ở đây không thời gian nhiều, vì vậy tôi chỉ xin nói chị một nguyên tắc rất đơn giản như sau. Đó là chúng ta luôn đặt mình vào vị trí của người khác để xem người khác muốn nghe gì và chúng ta nên nói điều gì. Đối tượng người nghe của chúng ta có thể tạm thời chia làm 4 loại. Loại đầu tiên là kiến thức rất thấp và độ cởi mở cũng rất thấp. Vì vậy chúng ta phải biết nói làm sao để người ta sẵn lòng cởi mở và người ta hiểu những kiến thức của chúng ta. Loại người thứ hai là loại người kiến thức rất cao nhưng rất bảo thủ. Tức là người ta rất nhiều kiến thức nhưng vì người ta nghĩ rằng người ta nhiều kiến thức nên người ta không muốn bị thuyết phục bởi người khác. Người ta không muốn nghe những ý kiến trái chiều thì mình phải biết thuyết phục bằng cách nào. Loại người thứ ba là loại người là kiến thức rất thấp nhưng lại rất cởi mở. Ai nói gì cũng nghe, hơi tí là chúng ta a dua làm theo họ ngay. Thì đấy là cái người mà kiến thức thấp nhưng mà rất cởi mở. Thì người này chúng ta phải giải thích cho họ rất cặn kẽ để họ tránh rơi vào tình trạng là manh động. Còn cái loại người cuối cùng thật tuyệt vời, kiến thức rất cao và độ cởi mở cũng rất cao, thì chúng ta chỉ nói ngắn gọn, mang tính thông báo và trao đổi thông tin là xong. Vậy thì chúng ta hiểu phương pháp nói, chúng ta hiểu người nghe, chúng ta hiểu cách truyền tải thông tin thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cuộc giao tiếp thành công. Và hơn nữa, đặc điểm của bất kỳ một cuộc giao tiếp thành công nào cũng dựa trên mấy nền tảng. Đó là ba cái từ mà tôi vẫn nói với nhân viên của tôi và đồng nghiệp của tôi, đó là chân, thiện, mỹ. Dù là ai nghe chăng nữa, dù là ai nói chăng nữa, nhưng nếu cuộc giao tiếp của chúng ta luôn hướng tới ba giá trị, đó là chân thành, nói về những điều tốt đẹp, những điều tử tế và hướng đến những cái gọi như là giá trị tuyệt vời, thì chắc chắn cái cuộc giao tiếp của chúng ta sẽ thành công và đem lại giá trị cho cả người nói và người nghe. Đấy là một số phần chia sẻ ngắn gọn của tôi như vậy. Hy vọng rằng sau buổi chia sẻ này, anh chị sẽ rút được ra những bài học nho nhỏ cho mình để mỗi một lần giao tiếp là một bó hoa hồng nở rộ cho cuộc đời này, chứ không phải là một cái gì đó đem lại đau khổ cũng như là suy nghĩ và trăn trở cho chính người nói và người nghe. Tôi chúc anh chị em thành công. Để anh chị có khả năng giao tiếp tốt hơn, chúng ta hãy đăng ký tham gia các khóa học đào tạo của Học viện Kingsman về chủ đề này. Rất nhiều người đăng ký đào tạo, vì vậy tôi mong anh chị sẽ là người tiếp theo. Và ngay bây giờ anh chị hãy đăng ký ngay trở thành thành viên của kênh YouTube của Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng và Học viện Kingsman bằng cách nhấn nút subscribe và hình quả chuông bên dưới. Chúng tôi sẽ có rất nhiều clip hay để chia sẻ sớm với anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Xin chào.